Em đó là BMB 210. Trước Tết tôi lấy về 25 đôi, bán còn có 3 đôi. Nhưng mà tôi sẽ giữ lại một đôi để dùng karaoke gia đình. Còn lại bán giá 3,5 triệu đồng một đôi đầu năm. Như tôi đã làm một video giới thiệu tổng thể cho các bác. Nhưng mà thôi, cứ quay chi tiết một đôi này cho nó gần gũi, cho nó thực tế. Đây là đôi loa BMB tôi vẫn bán với giá là 4 triệu đồng trước Tết. Như đầu năm, hôm nay là mùng 6 Tết, tôi giảm giá còn 3,5 triệu đồng nha các bác nha. Cái giá quá đáng yêu, giá này không ai là không thích. 3,5 triệu đồng cho đôi loa lời của BMB, hàng xịn, hàng đẹp này, đẹp long lanh luôn. Hàng bãi, hàng cũ còn được như thế này là quá mượt mà các bác nha. Góc cạnh rất là cứng cáp, xước sát theo thời gian phải có. Như tổng thể một đôi loa còn được như thế này là quá đẹp luôn. BMB 210 dùng làm karaoke, loa lời, loa tay, loa nghe nhạc, hết thuốc luôn. Loa cực kỳ chắc chắn. Đấy các bác này, gỗ giấy ép. Gỗ giấy ép thì nó hơn là giấy ván dăm. Loa thì đều là gỗ công nghiệp hết, nhưng mà có loa nó làm gỗ ván nó sợi, có loa thì giấy ép. Giấy ép thì nó chắc chắn hơn rất nhiều. Minh Audio Hòa Đông, Hà Nội. Đầu năm tôi giảm giá tẹt ga cho các bác chơi Tết. Nhanh tay chỉ còn đúng 2 đôi thôi, không các bác có muốn mua chả có. Nói luôn, 2 đôi này người nào may mắn thì gặp thì mua được, chứ còn thật ra là không có nữa để mua. 25 đôi trước Tết thì chỉ còn có gần này. Đầu năm tôi giảm giá tẹt giá luôn cho các bác chơi. Loa lời BMB 210 hết thuốc chưa? Hết thuốc luôn. Xin chào, hẹn gặp lại.